Thì em nói chung là đây là cái lần đầu tiên mà em được tỏ tình bằng thư tay. Thì mới đầu thì thực ra thì cảm thấy mình ngày đấy hẳn còn trẻ con thì thấy rất là thích, khá là thích. Cái thời đó thời vẫn đang đi học thì kiểu như là tự nhiên chưa bao giờ em trong đời chưa bao giờ có một người mà viết thư tay kiểu lãng mạn như thế đến với em. Thì khi mà nhận được cái bức thư đó em khóc luôn, khóc khóc như một đứa trẻ con, kiểu kiểu ông mình mừng quá. Ủa là mừng quá chứ không phải là cảm động quá. Thực ra thì cái đấy là, nó rất là xến. Kiểu ngày xưa thì em hay kiểu làm màu á, là trở về trước mặt bạn nam thì mình kiểu hơi lạnh lùng một chút xíu. Bạn có nghĩa là họ quan tâm mình nhiều nhưng mà kiểu mặt lúc nào cũng mọi thứ bình thường. Mặc dù bên trong lòng thì rất là tìm nhảy. Đúng rồi. Bạn cũng đi xa luôn, đi xa cũng vậy. Và quan trọng là bây giờ cái lá thư đó em còn giữ không? Dĩ nhiên là em còn giữ rồi, tại vì cái bức thư tình đầu tiên em được nhận mà. Bức thư tình đầu tiên. Wow. Em là yêu thì cũng... Ờ dạ. Thư viết tay á. Thư viết tay của anh luôn. Anh nhớ đợi chưa? Dạ. Nhớ chứ. Em ơi, mình đã qua bao nhiêu sóng gió trên đời. Lê Quân, tại sao lại quyết định là viết thư tay để tỏ tình? Cái này cũng công nhận luôn là cái này là bức thư tay đầu tiên anh biết mà Jay viết tặng một người để cho một người con gái. Thì tại vì cái lúc đó là mình đang công tác ở Sài Gòn, lúc đó hai đứa hẹn hò đi xem phim này nọ, nhưng mà đến lúc mình chuẩn bị đi vào Sài Gòn thì mình tiếp tục công việc, thì mình nghĩ mãi mình không biết làm cách nào để cho nó thật là ý nghĩa, tại vì thời gian cũng không còn nhiều mà mình cũng là người nhát nữa, không dám tỏ tình trực tiếp đâu, thì mình quyết định là viết thư. Mọi người đừng đọc ra được không ạ? Có mang nè, trong anh Vân thì nói là cái bức thư này không có dài, nhưng mà đối với em thì thực sự rất là dài. Elsa của anh. Elsa. Xưa là em hay kiểu tỏ cái mặt lạnh lùng. Anh còn đặt tên biệt danh cho em là vậy luôn. Anh không thể nhớ nổi lần đầu lần cuối cùng anh động đến giấy bút là khi nào, nhưng mà với anh điều này thì thật là điên khùng. Tất cả là vì em đấy. Thực ra là em mới đọc đến cái dòng này thôi là em khóc liền luôn. Em đặc biệt đến mức có thể khiến anh trở thành chàng trai mới lớn của 10 năm trước. Biết rung động, biết nhớ nhung và biết làm mọi thứ cho em vui và chẳng toan tính gì cả. Thứ nhất là các bạn, nãy giờ các bạn trẻ ở đây ấy gần như là mới quen hay có gì đó, là một khía cạnh khác mà khi cãi nhau có chán nhau không. Còn với những người đã yêu rất sâu đậm, có thể sống vì nhau, có thể ăn trọn đời ở chung với nhau thì nó là một vấn đề khác. Vấn đề cãi nhau để là chán thực sự nguy hiểm. Nguy hiểm vô cùng. Chúng ta loại bỏ cái câu ra khỏi trong cái cuộc sống gia đình luôn. Nên bỏ hẳn. Và còn vấn đề mà cãi nhau với bản thân gia đình của anh thì thật sự này, em mà hỏi chị Hạnh trả lời luôn. Đôi khi chị Hạnh phải kiếm chuyện để cãi nhau. Vì nó quá bình yên với cuộc sống gia đình của anh. Nó phải cãi nhau một vấn đề gì đó để cho hâm nóng cái cuộc hôn nhân của chính mình. Trời, người ta mong được cãi nhau kìa. Gia đình anh có lâu lâu nhiều khi cũng phải khịa, cũng phải nhiều khi anh cũng thấy cà khịa đúng không anh? Trời ơi, làm ơn đi nhậu giùm cái, đi ở nhà hoài. Ví dụ vậy, hoặc là có những cái cứ thích vẻ thích cái nhau để cho nó nóng, warm up lại cái cuộc sống. Và có những lúc mà hầu như không xung đột những cái gì lớn lao lắm. Nếu mà có những lúc mà lâu, thật lâu có những cái xung đột lớn thì mình chia sẻ một cái kinh nghiệm. Với những gia đình mà có gia đình rồi hoặc là sống yêu nhau một thời gian rất là lâu, xác định với nhau á, thì mình nghĩ với những cái gì khía cạnh của người đối phương tốt nhất, hạnh phúc nhất, nghĩ về những đứa con cái, những nghĩ về những cái gì đẹp nhất của gia đình, thì chắc chắn những cái vấn đề chán nhau không hề có tồn tại. Thì chị nhà quá hạnh phúc, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời.